mày đứng lại đây. Mày đi trốn đến bao giờ hả? Tao đến trường tìm mày không biết bao nhiêu lần không thấy. Bỏ hắn ra. Mày ăn mặc cái gì thế này? Thằng nào vừa đưa mày về? Nói. Nói. Mà mày ở đây với ai? Tiền đâu ra? Tiền đâu? Mà tại sao mày dám nghỉ học hả? Em bỏ học rồi. Mày nói cái gì? Từ giờ em sẽ sống theo cách của mình. Là cái thằng vừa nãy chu cấp cho mày đúng không? Nó mua cho mày mấy bộ quần áo rồi mày lên giường với nó à? Nó chỉ lợi dụng cặp kè mày thôi. Mày mở to cái mắt ra. Anh đừng xúc phạm người khác. Tốt nhất thì anh về đi. Tôi lớn rồi, tôi tự lo được cho mình chứ. Mày tôi gan. Mày đứng lại. Bỏ em ra. Tao bảo mày đi về. Mày đi về nhà với tao. Đi về. Các anh ơi, không phải mới. Đi về. Mày rồi. Không. Mày bỏ ra. Mày bỏ ra. Mày bỏ ra. Cảnh chạy ra.